Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển, chương trình cập nhật những thông tin được ghi nhận hàng ngày tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 14 tháng 5 có những nội dung đáng quan tâm. Sở Công Thương kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Xuyên Mộc. Thông qua phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Bình Châu. Thị xã Phú Mỹ phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Quý vị đã theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhập phát triển. Đầu tiên sẽ là ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Công Thương chủ trì vừa kiểm tra tại huyện Xuyên Mộc. Huyện Xuyên Mộc có 996 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 52 bếp ăn tập thể trường học, 344 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Trong tháng hành động an toàn thực phẩm năm nay, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, huyện đã tiến hành kiểm tra 239 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Qua đó có 15 mẫu thực phẩm tại chợ được lấy để kiểm tra về hàng the phóc môn. Các mẫu kiểm tra đều cho kết quả âm tính với những chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Cơ quan chức năng của huyện cũng đã tổ chức ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn cho 15.744 cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Xuyên Mộc, đoàn liên ngành đã đến cơ sở sản xuất sô-cô-la Hoàng Thiên, cơ sở kinh doanh Tony và cơ sở sản xuất bún Hà Thị La Vang. Hầu hết các cơ sở đều xuất trình với đoàn các giấy tờ có liên quan đến đăng ký kinh doanh. Riêng cơ sở sản xuất bún Hà Thị La Vang chưa xuất trình được giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và người lao động, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu. Cơ sở sản xuất sô-cô-la Hoàng Thiên, sản phẩm chưa có nhãn thực phẩm. Đoàn liên ngành đã lập biên bản và yêu cầu các cơ sở hoàn thiện những giấy tờ còn thiếu trong thời gian sớm nhất. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn doanh nghiệp KBIS vừa có cuộc họp để thống nhất phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ Bình Châu. Tại cuộc họp thông qua phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ Bình Châu, các thành viên đã đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua một số nội dung của phương án chuyển đổi như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút các nguồn vốn của mọi thành phần kinh tế. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn doanh nghiệp KBIS cũng thống nhất việc bố trí hợp lý lại không gian chợ, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo phát triển mạng lưới chợ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tiếp theo là ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân sự thành phố Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện bộ đội thường trực. 100% ban chỉ huy quân sự xã phường có trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp và bếp ăn tập trung. Đảng bộ quân sự thành phố đã lãnh đạo lực lượng quân sự địa phương hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức. Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ quân sự thành phố Vũng Tàu sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Đảng bộ đặt mục tiêu, ở nhiệm kỳ mới, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 25%, huấn luyện dân quân tự vệ đạt 85% quân số, biên chế quân nhân dự bị đạt trên 95%. Tỷ lệ đảng viên trong quân nhân dự bị đạt trên 10%. Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ có 48 đảng viên sinh hoạt ở 4 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo cán bộ, công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự vệ sinh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu xanh sạch đẹp. Nghị quyết của Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu
tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ khóa 2 cũng chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ. Thông tin địa phương sẽ tiếp tục với những ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, Đảng bộ quân sự huyện Long Điền đã tổ chức thành công đại hội khóa 4 nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá về kết quả nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ cho thấy, Đảng bộ đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dân quân tự vệ đạt 100%, thực hiện tốt các phong trào hậu phương quân đội. Thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 được báo cáo tại Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Long Điền khóa 4 là công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hàng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu ở cả hai cấp huyện, xã. Tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt trên 3%. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% kế hoạch. Thực hiện phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện đã huy động hơn 5.700 ngày công của cán bộ chiến sĩ tham gia đổ 120 mét đường bê tông, thu hoạch hơn 2,5 tấn tiêu, cà phê, điều cho người dân, hơn 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chữa cháy tại núi Minh Đàm. Tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 42/2020 của Chính phủ đã được huyện Long Điền triển khai đầy đủ đến những đối tượng được thụ hưởng. Theo các chỉ tiêu trong nghị quyết 42, toàn huyện Long Điền có 4.179 đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 5,2 tỷ đồng, trong đó bao gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Trên địa bàn thị trấn Long Điền có 662 trường hợp thuộc đối tượng nhận trợ cấp an sinh xã hội của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng số tiền hỗ trợ trên 887 triệu đồng. 35 người có công với cách mạng, 177 đối tượng bảo trợ xã hội, 69 đối tượng thuộc diện hộ nghèo chưa được Ủy ban Nhân dân xã An Ngãi, huyện Long Điền chi hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42/2020 của Chính phủ. Dự kiến việc chi hỗ trợ tại xã An Ngãi sẽ thực hiện đến ngày 19 tháng 5 năm 2020. Mời quý vị theo dõi những ghi nhận từ Côn Đảo. Thưa quý vị, tiến tới đại hội đảng các cấp. Tại Côn Đảo, các chi đảng bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Và sau đây là ghi nhận về đại hội đảng ở chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy, đảng bộ Ban Quản lý vườn quốc gia và chi bộ ghép của Ban Quản lý chợ và trạm thú y bảo vệ thực vật trên địa bàn. Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy Côn Đảo trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ đã đề ra. Công tác tham mưu cho cấp ủy theo chức năng nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng chi bộ, sinh hoạt, thực hiện các nguyên tắc kỷ luật của đảng được giữ vững. Nhiệm kỳ mới 2020-2025, chi bộ tiếp tục triển khai nghị quyết của đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp. Các nghị quyết chỉ thị của đảng tới cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thường xuyên cung cấp cho cán bộ đảng viên và nhân dân những thông tin chính thống có định hướng tư tưởng rõ ràng. Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo có 2 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các chương trình kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã phối hợp thực hiện các đề tài, chương trình trọng điểm, đặc biệt đã lập hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Côn Đảo là Vườn Di sản ASEAN và khu bảo tồn thuộc danh mục xanh của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Đề cử Vườn Quốc gia Côn Đảo là thành viên thứ 11 của mạng lưới các khu bảo tồn rùa biển quan trọng khu vực Ấn Độ Dương, Đông Nam Á. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Vườn Quốc gia Côn Đảo trở thành một trung tâm bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học có tầm cỡ. 100% chỉ tiêu kế hoạch về khoanh nuôi, bảo vệ rừng được tổ chức thực hiện. Phấn đấu kết nạp 5 đến 8 đảng viên đảm bảo chất lượng. Chi bộ 29 là chi bộ ghép giữa Ban Quản lý chợ và Trạm thú y bảo vệ thực vật huyện Côn Đảo. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tập trung quản lý chợ Côn Đảo theo hướng hiện đại, ưu tiên các ngành hàng phục vụ cho phát triển du lịch.
xây dựng chợ Côn Đảo trở thành một điểm tham quan mua sắm, thu hút khách du lịch. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm theo đúng quy trình nhằm đảm bảo sản phẩm sạch phục vụ khách du lịch và người dân. Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nguyên lãnh đạo thành phố đóng góp cho dự thảo lần thứ tư báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 6 nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đa số ý kiến tại hội nghị, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá khá đầy đủ toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể trong suốt 5 năm tại địa phương. Với phần phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, các nguyên lãnh đạo thành phố đề nghị cần chú trọng hơn vào công tác quản lý xây dựng quy hoạch mảng xanh đô thị, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, củng cố lại trung tâm thương mại Bà Rịa và các chợ truyền thống tại xã phường. Theo ý kiến của các nguyên lãnh đạo thành phố Bà Rịa đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025, trong định hướng về công tác xây dựng chính quyền, thành phố cần quan tâm xây dựng lực lượng trẻ, tạo nguồn cán bộ phù hợp chuyên ngành, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy phải quan tâm làm rõ dư luận xã hội, công tác nhân sự trước tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2020, từ ngày 13 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố Bà Rịa đã kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh kem Thịnh Phát, Cafe Paris trên đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hiệp. Dự kiến trong tháng hành động về an toàn thực phẩm, thành phố Bà Rịa sẽ kiểm tra 44 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bánh kem Thịnh Phát đã chấp hành đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở bổ sung thùng rác có nắp đậy, kê cao các nguyên liệu dùng chế biến thực phẩm và lưu giữ hóa đơn nhập hàng theo quy định. Với cà phê Paris, cơ sở vừa hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Các yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ điều kiện vệ sinh cơ sở đến nguyên liệu chế biến thực phẩm, được cơ sở chú trọng thực hiện tốt. Thực hiện chương trình san sẻ yêu thương chung tay đẩy lùi đại dịch do Trung ương Đoàn Thanh niên phát động, Đoàn phường Phước Hiệp phối hợp với Thành đoàn Bà Rịa khai trương phiên chợ không đồng. Phiên chợ bố trí các gian hàng với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm. Mỗi hộ trước khi vào chợ đều qua kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang, sát khuẩn tay. Sau đó, các hộ được các tình nguyện viên hướng dẫn chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. 150 hộ hoàn cảnh khó khăn của 4 phường Phước Hiệp, Long Hương, Long Toàn, Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa được địa phương gửi thư mời đến phiên chợ không đồng để chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. Tại phiên chợ này, đoàn phường Phước Hiệp còn dành 30 phần quà tặng riêng cho 30 trường hợp khó khăn không được nhận thư mời. Toàn bộ kinh phí phiên chợ không đồng được Thành đoàn Bà Rịa và đoàn phường Phước Hiệp vận động các mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ với tổng số tiền 20 triệu đồng. Những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ sẽ là cập nhật cuối cùng trong phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đó là những thành tựu nổi bật mà xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đạt được ở giai đoạn 2015-2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã. Trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đạt 11,8%, từ 327 hộ nghèo đầu nhiệm kỳ, đến nay toàn xã còn 88 hộ nghèo, giảm 239 hộ nghèo. Về công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã Tân Hòa kết nạp mới 44 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ xã lên 139 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85%. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Hòa phấn đấu lãnh đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hàng năm có trên 80% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa quý vị, với đặc thù là trung tâm công nghiệp cảng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sản xuất nông nghiệp ở thị xã Phú Mỹ chỉ chiếm phần nhỏ trong cơ cấu kinh tế. Do diện tích sản xuất nông nghiệp dần thu hẹp,
Theo định hướng của Nghị quyết số 07 về phát triển kinh tế trang trại và đề án số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao tại Phú Mỹ đã và đang khẳng định hướng đi đúng. Tại thị xã Phú Mỹ, các trang trại chăn nuôi quy mô tập trung ở ba địa phương, xã Châu Pha, xã Sông Xoài, phường Hắc Dịch. Sông Xoài là địa bàn có nhiều trang trại chăn nuôi nhất. Đây cũng là địa bàn được tỉnh và thị xã quy hoạch vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Đối với những trang trại mà thực hiện theo nuôi mô hình chuồng lạnh thì phát triển rất tốt. Vấn đề ô nhiễm môi trường nó cũng hạn chế. Đồng thời thì duy trì được cái nguồn thu nhập ổn định từ công ty đưa ra. Sản lượng hàng năm của các trang trại mà người dân thu nhập được bình quân một con heo khoảng 200.000 đối với ngoài chi trừ chi phí thì người dân đã thu nhập được. Còn đối với hộ cá thể chăn nuôi thì khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Phú Mỹ ngày càng có bước chuyển vượt bậc về số lượng, quy mô, trình độ tổ chức, chất lượng sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất từ trang trại đạt hơn 405.000 tỷ đồng một năm. Với 82 trang trại chăn nuôi, chủ yếu là heo và gà, thị xã Phú Mỹ có 30 trang trại gà, tổng đàn trên 1.290 con, 16 trang trại heo, tổng đàn gần 36.000 con. Hầu hết các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, nuôi trong chuồng lạnh, đệm lót sinh học, thức ăn, nước uống được cung cấp qua hệ thống máng tự động. Theo định hướng của thị xã Phú Mỹ thì tập trung phát triển chăn nuôi theo cái công nghệ là công nghệ cao. Thì trong cái trang trại chăn nuôi thì chủ yếu tập trung phát triển trang trại chăn nuôi chuồng lạnh, các cái công nghệ xử lý vi sinh, các cái lứa nuôi được đảm bảo theo cái quy chuẩn của các cái tiêu chí quy định của nhà nước. Thì về các cái tiêu chí môi trường thì hầu như các cái vùng chăn nuôi trang trại của thị xã Phú Mỹ đều đảm bảo về tiêu chí môi trường. Mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Phú Mỹ đã tạo ra sức bật, góp phần định hướng phát triển ngành nông nghiệp đô thị trên địa bàn, đồng thời tạo được vành đai cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao cho khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn thị xã Phú Mỹ nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và cho cả các địa phương lân cận của tỉnh. Khép lại chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến hết chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.